Chiều 22 tháng 6, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trong dự án luật vừa được thông qua, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan công an sẽ tăng thêm 2 tuổi so với hiện hành. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan cấp tướng vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Mức tăng hạn tuổi khác nhau giữa các cấp bậc hàm để vừa đảm bảo sự thống nhất với quy định của Bộ Luật Lao động về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác chiến đấu của từng vị trí cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân. Đối với hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ thượng tá, đại tá, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung này đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng Công an Nhân dân và đặc điểm về giới. Việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng không làm tăng biên chế trong lực lượng Công an Nhân dân, mà còn sử dụng tối đa kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của lực lượng này. Quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, công an trong dự thảo luật đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở thể chế qua các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, kế thừa quy định của luật Công an Nhân dân năm 2018 về hạn tuổi phục vụ cao nhất, phù hợp quy định của luật lao động về tuổi nghỉ hưu của người lao động, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác chiến đấu của từng vị trí cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân. Trên cơ sở quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với mỗi cấp bậc hàm, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định hạn tuổi phục vụ đối với các chức vụ, chức danh cho phù hợp tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị và vị trí địa bàn, lĩnh vực công tác đặc thù của mỗi cá nhân đã đảm bảo. Để kịp thời điều chỉnh hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với tuổi nghỉ hưu chung của người lao động, dự thảo luật lần này quy định với trường hợp nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi sẽ tăng ngay 2 tuổi. Đối với nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ luật Lao động. Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tăng ngay hạn tuổi phục vụ cao nhất không làm ảnh hưởng đến hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan có cấp bậc hàm, chức danh, chức vụ cao hơn.